Thưa quý khán giả, thời tiết nắng nóng cộng thêm việc bất cẩn trong việc sử dụng điện, máy móc thiết bị thi công rất dễ gây ra hỏa hoạn. Hôm qua, một nhà dân tại thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã bị lửa thiêu rụi nhiều tài sản, may mắn là không có thương vong về người. Nguyên nhân ban đầu là do bất cẩn trong thi công hàng xì. Vào khoảng 18 giờ tối qua ngày 1 tháng 3, người dân sống trên đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà ở đầu đường 475 giao với đường Đỗ Xuân Hợp. Lúc này, điện toàn bộ khu vực cũng bị tắt. Người dân hô hoáng tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Nhưng tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Thủ Đức đã điều nhiều xe chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy ngăn cháy lan. Nhận định nguyên nhân ban đầu là do chủ nhà bất cẩn trong lúc hàng cắt, sửa chữa phần mái nhà nên gây cháy. Diện tích cháy được xác định là khoảng 40 m2 phòng khách trên 100 m2 diện tích toàn căn nhà. Hiện nguyên nhân thiệt hại từ vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.